Thảo Việt các bạn. Hôm nay Jim đang có mặt tại khu vực thành Thảo Việt Vũng Tàu. Jim đang đi trên đường này là đường Nguyễn An Ninh. Đi thẳng đến khu vực là đường Nguyễn Thiệu Thảo Việt. Dạ, ở đây bên tay trái mình thấy có cái khu Paradise nữa vậy. Khu lịch Paradise. Thì chỗ này Jim sẽ đi qua tay phải, đi qua cái đường phải là đường Thủy Vân, thì đường này sẽ đi ven biển, vùng biển Đông ở biển. Hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017, xin đi buổi chiều. Hôm nay trời có chuyển mưa ở biển mây đen,
nay thời tiết khá là mát. Rất là nhiều đã cùng Jim dạo một vòng tại Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.